nhỏ. Rồi, đánh xa, lặn ghi vô luôn. Ký. Quen hỏi không, hỏi ông nào lấy đâu hỏi ông. Hỏi giá thì ừ, để quay. Đăng tại giờ dắt này. Sao anh bữa nay giá nhiêu anh? Dạ 17.73 anh. 17.73. Ủa cái lớn. Nhất cái nhất không lấy nhất lấy lớn chứ gì chợ. Lấy hai lội nữa chứ, lấy ba lớn, nhỏ. Đi trước đi anh. Lắm, có 10 công. Vô, vô đây nè, ông ơi. Ủa, đi đây này đi mất tôi rồi, tôi xin mạng rồi. Đủ lại mất tôi đâu. Trời ơi, ai cũng qua đâu giờ. Dòng mệt lắm. Ở đi, viết thôi. Đây đi, ông dẫn nhìn qua thấy rồi, thấy tham quan đi. Ba mấy trái này nó hình nó chuyển qua trắng. Nè, trái này cũng không lớn nổi nè. Lấy nhiều trái vậy đó. Nè, bỏ luôn nè, bỏ luôn rồi. Cái chiến cái này mới trái đồng đầu kia nè. Kéo cắt cái gì? Yeah, cái này bỏ luôn. Nè. Tập tu lại như sạch sẽ luôn. Đây nè, cái là chai luôn. Ở ngày sớm đúng không? Không lấy nổi. Cái này gì luôn, cái này gì luôn. Ông gặp ông lên ngủ với tôi, ông té lái quần luôn. Yeah. Cho lát ông đưa cho ông coi cái. Thấy nào dùng mít tôi thấy mít không thấy đẹp ha. Ông sen. Hai bên luôn. Chậu điếc bự gì cũng được, chậu hay là 3 ngàn cũng im. Cho 13 hàng nè. Ừ được rồi. Nói chung mua xuồng đi cắt mắt cái đi xuồng. Đúng rồi, đi xuồng đi mua xuồng. Có anh Phú vậy? Anh Phú hả? Nó phải chai. Ờ, ghê không? Cây 10 trái luôn. Ghê hồn à. Có đẹp. Rồi. Đi vô khúc nó coi anh Phú. Đi, vô. Vô coi vô chơi đi. Đang ấy đó coi còn mấy trái gì từ nó tròn lại hả? Không, không, từ từ tròn đâu. Từ từ tròn. Nè, tôi nói không nghe nè. Nó không dở. Như ba cái này nó tròn hết nè. Cái trái mít này trái gai nè. Mà nó nở ra sớm rồi. Đúng không? Nở ra sớm nè. Không lớn. Trái mít này cũng trái gai không lớn. Trái này không lớn mà trái này xấu quá, hai mấy cái này xấu luôn. Mít tôi gì là tôi còn cắt bỏ nè. Vậy hả? Cũng như nó không lớn. Bị lớn cũng còn cắt bỏ nè. Xấu. Trời ơi trời, gặp mít mít chợ. Trái gặp nụ luôn, té đá vậy. Cãi đây, cãi đây, ông đã gì bán mít chợ cũng có giá có tiền. Nó rút hơn cây chết luôn á. Thôi chạy đi. Nè cây này nhỏ xíu mà để nhiều trái quá nè. Mít này tính ra trái cái cây nhỏ của anh không lại cái mít anh để đầu tiên luôn thương. Ừ. Đúng không? Lớn không nổi. Ông lấy gì với tôi, ông gặp hai chậu ông rồi ông chất lử mà cái đầu tôi đi rồi. Cây này mà để hai mấy trái gì xong rồi luôn nổi ta. Cây bự này. À, mới để cho chiến, cái mít tôi mới trái đầu tiên rồi. Rồi, biết rồi. À, đúng rồi. À, cũng quay mít rồi đó, cây mua nó bự rồi ha. Nó bên xong cây đầu tiên hết rồi. Chen vô đó. Đúng nha. Chen gì đúng bài luôn rồi. Clip này cao từ xuyên là ok. Ừ, sang sang như vậy nè đó. Đụm rồi đâu ơi. À, nuôi cái trái này trái bự mấy cái này lớn không nổi. Kệ mà không lớn nổi nữa cắt. Ông đi về nước rút cây. Rút chưa. Về về tới hậu chơi. Đi. Đi về đi ra đi. 200 mấy chục mét lận. Thì dài nó dễ lấy mít hơn cái mít vườn thì dễ luôn, dễ cay bắt mít lắm. Dễ lòi ra lắm. 2 em rưỡi không? 2 em rưỡi. Anh gửi gọi clip tôi. 2 3 có 3 clip à, tôi có 3 clip gì đó. Clip này thì đó. Tôi clip tôi dài 270. Có khổ không? Ừ, phát được vô cái dây á, đã đó. Dây nè. Ừ. Cái này mới chai ra chứ không lớn ta. Ha. Chờ đang nữa đậu lớn. Cái này sao lớn nổi. Cũng có tiền phải không? Rồi cái này già không anh? Già không? Cái đó già kia cũng bẻ bán tại đấy lúc nè. Có trái già kìa ông anh ơi, chút cắt bỏ cắt bán đi để già nó chín. Ôi, rồi,
cái đường này không? Cao nè. Em rưỡi không? Hai rưỡi á, hai bên là 5 mét á. Nữa nó cãi nhà ấy thì bỏ đó. Không mà gì được rồi, chưa gì có 6 mét. 6 mét gì? 6 mét đi. Chết rồi, chết rồi, khăn rồi. Để phân vô thiếu phân rồi đó. Để 2 ngày. Mình là thiếu phân. Để phân 2 ngày. Ở trên là cái cao học sinh dài thế. Mình biết là cái cao này. Phân 30-10-10 có 2 ngày. Hả? Rẻ 30-10. 30-10-10 hả? Cũng là mấy ca đó mà 30-10-10. Cô vàng không có mấy không cái chiến hay cái cây đủ sức nó lớn trái với nhỏ đâu nó lớn méo méo cả bà đó cái con hậu thôi đó chơi còn ổn á yên quá ba hả yên chứ cháu không hả cháu không cái con lộn dữ trời con ở đâu ngồi xuống luôn kìa thì hết nói rồi clip dài mà 200 mấy 250 mét mà con đuôi tới 270 rồi ừ. Nhìn đó trái kìa thấy không đặt trái vô nghe không trái này húi rồi nè quên húi rồi nè ừ húi bỏ rồi tôi lấy hai trái tôi lấy vừa ba bốn trái nữa còn đâu rảnh đi rồi hai chồng lên coi giường tôi trời cũng đang cất nhà đó rồi cũng đâu có không đi đâu được đâu đúng rồi đang cất nhà mà mít này thí dụ cái đọt nào cao lên thí thì cho cao đi tại vì mít nó cũng có cái đổi tệ lắm phải không cái là đặt trái rồi đi ra lấy ra đi ra lấy ra đi ra đi cái động cái này là mấy cái nhà bạn đó thấy không bên đó kìa mình lấy cái bự hơn bên đây đó nữa là cái nhỏ hơn cái lớp bìa cái này bự hơn mà cái này anh Nam hay tiện bớt nữa anh ơi tiện bớt nữa rồi nấu thuốc sớm giúp thầy lên tỏi thôi đây tôi kêu ông bán cái giờ này là một tháng cái lên nó có thu hoạch đúng rồi một tháng tôi nói từ một tháng cái lên mà nó mới cho nó cái tôi tỏi lớn vậy nè cái tôi có cho bự nhỏ ra không già nè không lớn ghê quay luôn quay dựng mít luôn mình quay nè không mà hai lớp bìa trái bự hơn hai lớp giữa này đúng rồi mà cây nó bự hơn mình đi cái này mình dòm hai bên đi bên kia đi đúng rồi đi cái này dòm hai bên cái này có nuôi cá gì không có cá nhiều lắm cá gì hả cá tài tượng cá này nước đi đục đục nước luôn vậy nè nước sữa có bự rồi cái này cũng lớn rồi tí vô đồng vô nữa tí vô có à cái gì cá thì thượng cá gì đẹp chơi cá lộn xộn chứ đặt lộn xộn chứ nằm sâu mà nó muốn sâu lắm mấy lớp bìa cá lượng dữ lắm luôn á chú bển là một tháng là dư bán đó tháng tới á bây giờ con chú bển hai mấy gì là gốc ổ bự gốc nó không lớn luôn rồi thấy nó gốc lạnh không lớn hôm nay sao trồng hai cây mít cái bên à chết hay vậy, sợ chết, chồng thiên phải... À về đâu sống mạnh luôn. Cũng sống chồng. Cuối cùng chồng rồi nó sống tôi mới chết á. Cuối cùng mạnh luôn. Sống lên xong xong luôn. Cây bên đây làm như nó chọi cái bên đó ta. Chết bên đây không có tàn hơn. Bên đó là có cây năm trái không? Chân lết thì là đúng bà hay ổng bệt, ổng lấy bự quá phí quá. Ông chồng xưa. Ừ, chồng dày dày được phải không? Cũng chồng gì là vô rồi. Ông này 2 mấy 2 mấy 2 3 tháng 4 tháng 2 với lại như là 2 tháng 2 trở lên đó ui 2 mấy rưỡi luôn rồi thôi tôi như chồng của ổng bên mít này mấy tháng rồi 24 anh? Tháng rồi đó 24 tháng là 2 năm rồi mít này đâu 24 24 tháng rồi 7 2 năm rồi 24 đã ổng chồng mà đủ mà ổng chồng sao với tao sao mà ấy ông nhiêu tháng rồi tôi tháng 3 đó 21 tháng 3 đó 24 hả tôi 21 tháng 4 tháng 3 đó thì qua năm rồi chứ bộ qua năm mới nữa rồi qua năm mới tháng 3 tôi mới là mới 2 năm nè vậy hả của ông chưa được 2 năm ông nội là ông mười mấy tháng à ông ơi đủ mới trồng mít sao tôi đã cái giống của ông tao đi mua chở giống luôn mà tôi nè ừ là mới mười mấy tháng à mười mấy tháng hả à. 2 năm gốc bự lắm trời ơi nó vừa lớn cây vừa lớn trái đừng sợ giống nhỏ hơn bình thường nữa nè lấy ra lấy trái nè tôi đó ba trái nữa hai trái ba để trái cho nó sừng lại để nó tốt quá vừa dễ coi xem giùm tôi nha. Ừ. Mà ông cái gì ông cũng clip im mà cái vừa ông có trời mắt mắt clip uổng ghê trời. Tôi có biết. 20 à 3 clip vậy đó. Không chẳng hạn chơi với ông gì nó được nó đã hơn. Trồng được 3 cây là 3 hàng đúng không? Còn có ông có mắt ông tính cái bương ông đủ bằng bương này. Chút qua đó đi vô khúc rồi trồng có 2 hàng à. Không nhìn vậy đứa ơi. Chơi sự nghiêng đúng bài luôn nè ông ơi. Ông chơi sự nghiêng mà hổng tôi đụng quá lúc đầu không biết. Đâu chơi sự nghiêng ngủ.
chút qua đó thì bước qua đó coi cho dụ viên cây nổ mạnh không bên đó, chốt bên đây nữa. Nhưng mấy dụ viên này là 2 năm nữa có ăn rồi. Chưa đâu, 2 năm nữa chưa đâu. 4, 3 năm nữa. Cậu riêng cho 3-4 năm. 4 năm nữa. 2 năm nữa cao cũng yên rồi ha. Này ông ăn mất rồi là mất rồi. Cây này tốt ha, cái sầu riêng này tốt ha. Dạ. Yeah. Tốt. Dạ. Đây đeo trái nhiều. Trái, dòng là trái, không gan gì không? Cây nó bự chứ. Ừ. Nè. Chiếc nhện nữa nè, cây nào với 3 trái chứ. Đúng rồi, nè, con nhìn kìa. Bên này bự bệnh. Thấy không? Cái bề bệnh cũng im. Bự có lít giữa là cây hơi nhỏ. Ừ, cây nhỏ hỏi mình trồng có khúc mặt liền rồi, nhưng khúc nào thiếu cây bắt đi chợ mua cây là chợ này đọt thiếu vô mà. Vậy đó, thiếu 1 tháng mấy 2 tháng mới trồng lại khúc trong hậu đó. Còn thiếu nữa. Thiếu mà mấy chục. 50 chục gì. Dạ. Trồng hậu là trồng mua sau rồi trồng không đó. Mà ông chơi lên mô sầu riêng thiết kế, mua sầu riêng hay nè. Tôi trồng mà, tôi thiết kế mà, tự làm thêm đó. Sầu riêng được 200 gốc không? Trăm. Trăm gốc mà chết là gai cũng còn gì chín ngoài à. Mình chọc lỡ. Không, không biết không chọc lỡ. Còn gì ăn như. Cái gì vậy, cây không đó. Chọc lại mít là không có cái cây nào dưới 3 trái. Để chọc. Cây nó cũng tương đối. Cây không phải là nhỏ lắm, cây trái chiến mà không nhỏ lắm. Ông này hai con này căng niêm lắm. Thấy giờ mít tôi im đi ha. Nhìn mít này dễ lấy lắm nè, dễ dở lắm nè. Điều không? Ừ. Qua nhìn trên xe rồi bước 650 gốc vườn này nè, mít. Dạ. 650 gốc và 100 mấy rồi. Ông nhớ kỹ là coi vườn này mấy tháng, mười mấy tháng. Mấy tháng hả? Tôi nghĩ 24 tháng. Đã ổng 4 tháng 4 mới tới là 24 tháng. Này mới tháng 2 sao được 24. Tôi nhớ là dòng tháng 4 nè. Dòng này tháng 4 nè. Vậy. Dòng này trong tháng 4. Thì là tháng 4 tới mới là 24 giáp năm đó. Vậy ha. 2 năm đó. Vậy là chưa được 24 tháng. Tại giờ mới ông sao chồng sao với tôi. Chắc cỡ 18 19 tháng. Ừ. Mà chắc vậy cỡ đó quá. Mới tôi là tại vì ông biết sao là tháng 3 tới là 2 năm đó. Tại vì mình chưa hoạch đợt nào còn chưa có nhớ chính xác. Đúng rồi. Lần này chắc đầu tiên nè. Thì biết gần rồi mà tôi mới giấu tôi biết. Ừ. Mà tại vì mới tôi chồng trước đâu, mới đông có tháng ngoài vậy à. Ừ. Rồi vô mình rồi. Chơi. Vô uống nước chơi. Chị về chạy nhà uống nước luôn. Em dậy này cũng không có nước nào uống. Về nhà tôi dậy nó tại tôi có mướn mà không có nhà cái bơ thì ngủ. Chết cái này của hắn cái điện không nói vô bị chết cây đó. Mà tôi gãy thuốc sao nó sống được thuốc dưới kìa. Tôi mua có ăn hết 4 mấy ngàn con đổ vô luôn. Không được tăng nữa. Tôi mấy cây chết cây. Tôi chọc cây. Nó mất gì vậy. Mình cũng đặt trái lắm. Cắt bỏ cho nó đi Quynh ơi. Quynh quay nè nghe. Nó chạy biết khung nhỏ. Cái ống nhỏ. Ngay góc đó. Rồi ai mấy anh em này lấy mít hay gì? Ừ. Rồi ấy thì cứ tới tôi lấy số đi. Cho số đi. Ừ, cho số. Đúng rồi, lấy số đi. Tôi thì cái ấy của tôi thì tôi dễ, còn cái đó con già mình đâu có ấy được. Rồi tôi nói là tôi tới tháng sau mới có thu hoạch đó. Anh em thấy vườn mít mình. Đâu người chơi gần của tôi dành. Tháng sau là mình độ đó. Đọc số. 0987. Rồi. 484. Mình cũng được. Rồi. 060. Tôi bữa hai rảnh xuống tôi tiễn lại cái nữa. Lát.